Tương lai của ngành công nghiệp ô tô là điện và được sản xuất tại Mỹ. Tờ Thời báo New York đã trích lời của Tổng thống Joe Biden đăng trên Twitter khi nói về mục tiêu đầy tham vọng của Mỹ trong thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô điện của nước này. Dù đi tiên phong về công nghệ, song Mỹ thừa nhận vẫn đi sau châu Âu và Trung Quốc trong cuộc đua sản xuất xe điện và pin đi kèm. Thị trường xe ô tô điện tại Mỹ chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu một nửa doanh số bán ô tô mới là xe điện vào năm 2030, Mỹ có chiến lược xây dựng mạng lưới các trạm sạc trên toàn quốc, hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng, các nhà sản xuất và cung cấp xe điện. Theo World Chip Xúc Nổ, người tiêu dùng Mỹ đang rất ưa chuộng các mẫu xe điện, đặc biệt là phân khúc phổ thông như xe bán tải. Doanh số bán xe điện trong tháng 5 và tháng 6 tại Mỹ chiếm khoảng 3%. Bất chấp đại dịch, các hãng xe liên tục ra mắt các mẫu xe điện mới. Mục tiêu của chính quyền Biden đưa ra được các nhà sản xuất xe ô tô lớn của Mỹ tán thành nhằm giảm lượng khí thải nhà kính và bảo vệ môi trường. Song để thực hiện mục tiêu này lại không hề đơn giản. Theo Reuters, các hãng xe đang chi hàng chục tỷ đô la Mỹ để tăng tốc sản xuất xe điện. Ước tính tổng mức đầu tư vào ô tô điện của Mỹ đến năm 2025 có thể đạt 330 tỷ đô la Mỹ. General Motors dự kiến năm 2035 sẽ không bán các loại xe tải chạy bằng xăng để tập trung hoàn toàn vào xe điện. Ford cũng công bố kế hoạch ít nhất là 40% sản lượng xe điện bán ra vào năm 2030. Theo Bưu điện Washington, ngành công nghiệp xe điện ở Mỹ đang gặp khó. Một rào cản lớn là người lái xe điện khó tìm được các điểm để sạc pin. Quốc hội Mỹ mới đạt được thỏa thuận chi 7,5 tỷ đô la để xây dựng các trạm sạc. Song con số này chỉ bằng 1/2 so với kế hoạch ban đầu. Chính quyền Mỹ sắp công bố kế hoạch sửa đổi các yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu cho các mẫu ô tô vào năm 2026, đồng thời đang gây sức ép để các hãng xe ô tô tự nguyện thực hiện các cam kết 40% doanh số bán xe mới là ô tô điện vào năm 2030. Công Tùng, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.